Hôm nay thế nào đó, lại số ăn. Nhưng anh thì cũng cần về hết trơn rồi chứ. Bốc ở lại ăn đứng giật cơ rồi mấy ông nào quay lại. Tao nói là bằng đồ đó. Tao nói đâu tao nghe bằng đồ giờ anh ngủ lúc là nè. Mà còn áo mưa á. Ồ vùng á. Bằng đồ mưa á. Ủa chứ ăn ngon để vậy đó. Anh riêng câu cái hành 2 kg vậy. Còn vùng mà. Tới giờ nó giờ đen đen nó không? Đứa chi vậy à? Trời đất ra. Con đang ông đi mua không á. Mấy ông đàn ông á. Mua cái giờ đen là ký 5 rưỡi. Bà bà kê đi chứ. Ông trời ơi mấy cho ăn khùng vậy trời. Thì bà đâu có biết. Bà kê mua chi bà cái đồ nữa con. Mấy ông đang cứ cười cười ông kê kệ phòng cũng được. Đang khùng hết ở đây. Con nó không ngon đi.